bạn xong chụp điệp xua phục mai bóng ôn bạn chụp điệp xua thằng ngày nay khi nhóm bạn bom lo làm nói sao chỉ thay mình mà đón tiếp chỉ lượt tí pí ba đại làm nói ban một pí bóng sợi đại có luôn nơi xa đó làm đấy ba đại miền là bóng sợi sọc khen có đâu chỉ bóng sợi gen chia rồi làm sao mấy rồi bắt quạt cụ chia ba khi nhóm bạn bom lo làm nói bó bóng sợi làm bây giờ mà coi chun lục dây ba lục lục dây đại con mình phải chôn là chúng chết sập pin chân nám á ba đại con lục liệt há ấy con đại con người mặt kháng nó cũng mai vòng ôn ba ấy con đào đầy rồi còn lâu ngay đang vòng ôn là con đào tăng pin xa đặt mặt chắc mặt đó đi ngay đây bị phun chìm tôm hot đấy ba mình nhưng bạn công ca nghe pro tạ đại con chui chun mau mấy nhỉ ba chun đặt con mau ngay đây và sân dịch phun nào tham ở trứng ngay nè, ngay mà ai mau đào mỏ này bán đấy, bà, đối với này khi nhóm có xong thôi bỏ sông phía chỉ môi lục dây bà, mình tách bà, nghiệp số lục dây, bà, lục dây bị sao bay hay nói rồi mà này lục dây, ôm đầu lại lụa, ồ ấy bài kia nó lụa mấy con dây mà chan vào mán mình sẽ không mình ba chấm là mà ngay thời tuần nay của mán còn nhập bài hay người tiền nó dương dương mình đâm bài đâm mấy rồi chứ gì thì dương từ lụa chấm dương từ nhầm bài xa chứ nghe ba rồi vậy rồi vậy ai chuẩn bị mua mà đo tiếp bán hết được người ta được dây nguyên phần niềm ấy được dây dây tử phần niềm vật của con là cái miên 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 là phần niềm vật của con cái được dây xuân ly được dây xuân ly chắc nó bà chắc là con miên tập chốn chắc phải pin năm ai ai chuẩn bị bom bom mà đo tiếp tha được dây miên con trai của mán đấy được và chẳng quan nơi con ông đang lấy tờ mấy đồng giấy chào xây chào tuốt con mình lấy đồng giấy vậy và hai đồng giấy miền trung ca thấy thế là bà chọn bên là và nằm nằm ở chọn bên lồng dây thua làm nào là tinh liên làm bây giờ màu và lạc cương hà lộ lắm ta lồng dây thử ngược bị màu một màn thử ngược tam bị màu bay chỗ có lồng dây không ngược của màu bay ồ đào đọc xa đặt mặt mấy bạn dương đặt đại liên nâng tinh bàn nâng bàn lùng dây vô máu đặt vô bọc tiền đặt mấy vật lại đặt há là lũ tiền và to tiền và hãy cho con trai lùng dây đây là quan miên ở đây miên vật con ngọt nâng có đây mình lên lùng dây có còn từng màu đây còn màu lên đây bà ba mình quay cho lục dây từ xa cái nhóm ba anh xua lục dây phi bộ vọt lục môn mà đo hơi ba phi bị tàu môn mà đo hơi nhá chẳng là ngày đi cái nhóm ba anh phong lo mà nói đo biên sập rõ rõ bó bóng xây là con vua nơi xa rõ nằm ở đấy ba đầm bay dược một chút lục dây ba bóng xây sập khến đại con vua nơi rõ Carolina ba giá rõ nằm ở đấy thì cái đồng xa lớp toàn ban chun tới lục dây sang sập đồn la lục dây nhé ba sang sập đồn la ba lục dây được tua cho sân còn ai miền bong sợi dây chia còn cái pha mây được bọc quất cuộn chia ba chun lục dây mà phơi đồn la tiếp lục dây nhé còn có hai sập đồn la ba hay là ca đại nhóm ban chun lục dây ca lục bị mùi đúng và chị ẩm nói được bó bóng sợi Alina món nâng bóng 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 bóng
hay nâng bong sợi dây lấy đi bong sợi sọc khén nâng bong sợi dây chia còn giờ sáu mươi được bao quát một cuộn chia ba đại con ban chun được dây một cây lá nâng bong sợi sọc khén sang sọc lá ba lôi chẳng ăn đi cái nhóm ban một cuộn chun được dây ba lấy đi được dây bịt bịt bao dây đằng lấy chun po បាទសាទរសាទរខ្ញុំក៏សូមជូនមគ្គផលទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បងស្រីសុខេងក៏ដូចជាព្រមទាំងស្វាមីក្រុមគ្រួសារនិងបងស្រីរាជជាបាទព្រមទាំងស្វាមីគូជាដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះបងប្រុសគូជាបាទទទួលយកផលបុណ្យដែលបងស្រីរាជជាបានធ្វើនេះបាទទទួលយកកុសលផលបុណ្យផងបងប្រុសបាទ បាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏មានអ្វីទេបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំបានជូនលោកយាយនៅថាវិការពំរំនៅថាវិការដែលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដើម្បីជូនទៅលោកយាយរួចរាល់ហើយបាទខ្ញុំក៏អរពីរកិច្ចដែរបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ បងប្អូនទង្វើល្អក៏មិនប្រកាសថាលុយច្រើនឬក៏តិចចឹងសំខាន់បាទសំខាន់ទឹកចិត្តដែលមានទឹកចិត្តចៃរំលែកបន្តិចបន្តួចក៏ជាកសលផលបុណ្យរបស់ពួកយើងដែរខ្ញុំក៏ជាជៀបនឹងធ្វើការចៃរំលែកនឹងពំរំនាំនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនចង់បានចង់ផ្ញើមកជូនទៅពួកគាត់រយៈពួកខ្ញុំខ្ញុំនឹងយកបញ្ជូនពួកគាត់បន្តទៀតចឹង បាទចឹងចុងក្រោយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលដែរសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា